Anh né ra đi anh. Được rồi cái. Anh Lâm sực sực ra. Quý nè. Để cho nó chính giữa đi. Vậy nè. Được được. Dạ. Yeah. Anh tóc được chưa? Hay coi chừng cái cây á. Được chưa? Được chưa? Mình thấy rõ như sao rồi. Cái góc dưới đây thì ở thì vẫn chặt chị được. Đi, ngồi ánh mắt điên rồi nè. Đi.
mic nha mọi người, đánh lộn xích mic rồi. Mình sẽ tường thuật lại một trận đấu cho mọi người nghe. Trọng tài ưu tiên cho nên là bị vận động viên vô ức chế, vận động viên phê bình. Hello anh Thức, hello bạn Dân Anh, hay ứng cử viên sáng giá. Hello Khả Quý, hello bạn Sang, hay ứng cử viên Kim Cương. Hai đội thì đấu rất là nhiệt tình, trong khi đó là hai bé thì đứng nói xấu. Anh Thức coi về đừng có xóa nha. Nhớ nghe lại đoạn ghi âm thâm tình của hai chị em gửi cho anh Thức nha. Nhớ đừng có xóa nha anh. Thank you.
rồi đi. Hay là gì mình đúng không? Hello tất cả mọi người, sau đây sẽ tới tiết mục là tự khoe nhan sắc. Mọi người chờ đợi chúng tôi trong giây lát nhé. Mọi người ơi, hello mọi người, sân là sân vắng vẻ tại vì mọi người đang phải đi thay áo á nhờ. Sắp sửa tới tiết mục là chuẩn bị là khoe nhan sắc nha, mọi người nhớ chú ý nha. Để xíu đi sân phòng cái nhà.